bên mình lên cái thùng sau cho một anh khách biển Thái Bình. Anh ấy chạy từ từ Thái Bình lên Hà Nội đi ạ. Đây. Cặp thùng hông này thì anh ấy đã lấy của bên mình từ trước rồi. Cặp thùng hông là lấy từ trước. Và cái thùng giữa này đã đặt bên mình từ trước. Và hôm nay thì anh ấy lên tận Hà Nội để lắp thêm một cái thùng sau này nữa. Thùng B32NADV. Bản này có tựa lưng nhá các anh em nha. Tựa lưng cho bạn gái, nương tựa, ngồi sau cho thoải mái. Có tay cầm và lưới giăng đồ ở bên trên. Lưới giăng đồ và chống sốc đang để hết ở bên trong thùng các anh em nhé. Cặp thùng hông này là cặp E22N, có dung tích 22 lít mỗi bên. Rất là đẹp, full bộ 4 thùng. Các anh em quan tâm thì ghé qua 175 Đặng Tiến Đông, Đống Đa bên mình nha. Cảm ơn các anh em ạ. Bốn thùng này đều lắp, em đều lắp ở đây đấy. Cảm ơn. Mấy nữa mà mua xe khác thì em cũng ủng hộ thêm. Anh định mua xe khác nữa hả? Vâng. Bán xe này đi hay là vẫn... Đây, đây không phải cái xe ưa thích của em. Nào sắp tới nếu mà có kinh tế hơn thì chắc em chuyển sang dòng bình xăng ôm đằng trước. Vâng. Phân khối lớn. Đây là anh khách quý của bên mình từ Thái Bình chạy lên Hà Nội các anh em nhá.